Có tiền mua được hạnh phúc, đâu phải tình yêu đổi lấy bằng tiền. Mà người tôi yêu thua nào đã. Anh ơi, đỡ giùm em cái anh ơi. Thế có sao không? Dạ không có sao hết. Nhưng mà cái này là bị vấn đề gì cái chiều cao quá. Em chống chừng không có tới. Đi chia chiếc xe mà nặng dữ vậy, mãi mốt lấy cái xe thấp thôi. Em biết rồi, nhưng mà tại ba em á, ổng giàu quá cho nên là bắt em đi mấy cái xe này để không có thua bạn thua bè. Dạ. Rồi hiểu luôn. Dạ. Chủ nhi thế kỷ 21. Ủa xe bị sao? Dạ anh làm ơn anh giá giùm em cái bánh sau đi anh. Ờ vậy hả? Dạ. Xe bị cán đinh hả em? Dạ không phải là đi ngoài đường bị cán đinh, mà tại tiền nhiều quá nên tự đâm lỗ đem vô tiệm giá. Anh Lương. Ủa My, anh tới không chịu nói cho em biết trước. Em muốn anh bất ngờ. Vậy hả? Dạ. Em có mang đồ ăn đến cho anh nè. Anh lỡ tay sửa xe rồi, chờ anh xíu nha. Dạ. Em ngồi đây đi. Ông anh. Hả? Ai vậy? Bạn gái anh. Trời đất ơi, bạn gái anh hả? Ừ. Bạn gái anh nhìn bén quá, sao anh nhìn cùi bắp quá vậy? Ủa chú em nói vậy là sao? Trời đất ơi anh ơi, anh bây giờ anh thử anh nghĩ đi. Với cái nghề này của anh á, thì tới bao giờ anh mới có đủ tiền anh lo đám cưới cho người ta? Những cái cô gái mà lá ngọc cành vàng như vậy á, là phải thích hợp với những đại gia như em. Bây giờ mấy giờ anh nhường bạn gái anh cho em đi, em cho anh chiếc cái thác. Nè, bây giờ mày nói gì vậy? Hả? Có anh. Nãy nhìn nhiều rồi nha. Anh. Bây giờ không sửa xe nữa. Thôi đi về. Tỉnh anh, nó còn nhỏ mà. Nhỏ gì? Nít quỷ với nhỏ gì? Đòi cua em kìa. Sao con người gì mà khó khăn dữ vậy? Để nó cứ... Anh ơi, em xin lỗi anh nha. Em biết là từ nãy tới giờ anh rất cọc em, nhưng mà chuyện này em sẽ không nhờ anh đâu. Chị ẩm em lên xe chị. Thôi chị ẩm gì anh? Ừ, anh ơi em tự lên lượt luôn rồi nè. Anh bây giờ anh giúp em một chuyện nha. Anh lấy cái lực tay anh đẩy giùm em cái đuôi xe để em đi về. Mày biến cho tao nha, biến nha. Tự đi em đề cái đã. Rồi đẩy đi anh. Cảm ơn anh nha. Chị ơi, chị dễ thương quá ha. Nhưng mà nhớ là đừng rời màn hình nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Anh buồn nữa rồi phải không? Tao nói đúng mà. Làm nghề sửa xe này, biết bao giờ mới đủ tiền để cưới em. Nhưng mà anh nghèo cỡ nào em vẫn yêu mình anh mà. Nam em. Ê cậu đi đâu đây? Bữa nay đám cưới con gái tôi, cậu dắt cuốn đi đâu đây? Bác ơi bác, lúc trước là bác hứa cho tụi con với Nam em quen nhau mà, tại sao hôm nay Nam em đi lấy chồng hả bác? Thì đúng rồi, lúc trước á là tôi có hứa gả Nam em cho cậu. Nhưng mà giờ cậu nhìn cậu coi, trời đất ơi, bao nhiêu năm rồi, cuốc cày ruộng nương, có khác gì đâu. Làm sao tôi dám gả con gái tôi cho cậu đây? Bác à, con xin bác hãy cho con thời gian đi bác. Trời ơi, không có được. Con gái tôi á là cầm vàng lá ngọc, biết không? Nó phải lấy chồng giàu, lấy chồng đầy gia thì phải nó mới được hạnh phúc. Bác à, con xin bác đó bác. Nam em. Thôi, cậu đi về đi. Cậu đi về đi. Trời đất ơi, tới đây quậy hả? Đi về. Bây giờ bác phải về à, hả? Bác. Cậu đi về không về tôi kêu người đuổi con nha. Con năn nỉ má. Má cho con nói chuyện luôn. Lần cuối thôi má. Đời con như con thiêu thân vậy đó. Cho con nói chuyện với người yêu con chút xíu thôi má ơi. Hồi
em hãy đi về vĩnh biệt kể từ đây. Còn muốn lưu làm chi, còn vẫn vương làm gì, ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Không hiểu dùng em kỳ dĩ và mùa thương vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta. Em biết làm sao. Anh xin gửi lại em với tất cả cuộc vui, anh cũng xin trả lại em. Dù mãi em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi môi tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, không chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà tư. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên khác. Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu dùng em nào ước muốn giàu sang bởi tình duyên trái ngang. Em vì chữ yếu nên đành cầm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trong đắng một ngày. Thôi vĩnh biệt tiền thu. Về vĩnh biệt kể từ đây, còn luyến lưu làm chi, còn vẫn vương làm gì, ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh hiểu dùng em kỳ dĩ vắng mùa thương vẫn đẹp như giấc mơ. Trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay tình mình chia rẽ đôi ta. Em biết làm sao đây. Ngồi tóc lạt môi và thứ tình. Anh xin gửi lại em với tất cả cuộc vui, anh cũng xin trả lại em. Dù mãi em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi môi tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, không chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà tư. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên khác. Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu dùng em nào ước muốn giàu sang bởi tình duyên trái ngang. Em vì chữ yếu nên đành cầm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trong đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên thu. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trong đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên
nửa trai mà nửa tình, té nhào là nhào xuống ao, nhào xuống ao. Hai tay công cái chân bình thường không dấp mà nó dấp cái chân què hoài. Hát tới đây thấy tức con vợ. Cái con nhỏ đó nó nói thiệt nè, đứng lại coi. Bà đi đâu? Dạ thưa cậu, tôi đi chợ. Đi chợ hả? Vậy thì đưa tiền cho tôi đi rồi đi chợ. Đưa tiền cho cậu rồi làm sao tôi đi chợ? Tôi không biết. Ngày hôm nay tôi phải lấy được tiền, nhanh lên. Tiền của ông bà hôm trước đưa cho cậu đâu? Tiền đó tôi chung cái đổ đá gà cho người ta hết rồi. Bây giờ tôi phải cần một cái số tiền để xài vào cái mục đích khác. Mục đích gì? Trả tiền bia ôm. Không, tôi không đưa cho cậu đâu. Đưa tiền đây. Không. Đưa tiền cho không. Tôi. Đưa tiền cho tôi. Lì. Tao đánh mày chết. Đưa tiền đây. Nè chú em. Chú. Nè. Ai vậy? Ông mới vừa kêu tôi cái gì? Chú em. Xin lỗi, chẳng qua tôi không thích lớn chứ còn phải là chú em. Tôi thấy cậu đánh phụ nữ, tôi mới can thiệp thôi. Mình là người có học thức là không được đánh phụ nữ, hiểu chưa? Ý cậu nói tôi là không có học thức, không hiểu biết, không có đạo đức hả? Xin lỗi cậu, tôi là một con người rất là có đạo đức và luôn giúp đỡ người. Ngày xưa khi má của bà chết nè, ba của bà thì bệnh nặng, không có tiền chữa trị, ai giúp? Tôi dang rộng cái vòng tay này, tôi lấy cái số tiền tôi đưa cho ba bà trị bệnh. Rồi tôi cũng đâu có đòi, tôi không hề đòi một cắt nào hết. Tôi chỉ bắt bà về làm vợ để hầu hạ cho tôi thôi. Bây giờ cậu là người lạ, cậu bước ra khỏi cái chỗ này cho tôi, còn không là tôi đánh cậu chết. Một, hai, ba, đi ra khỏi cái lạc này cho tôi. Đi ra khỏi cái lạc này cho tôi. Đi ra khỏi cây lạc này cho tôi. Được rồi, cậu đứng đó cậu đợi đi. Rồi tôi sẽ cho cậu biết cậu hai của cái làng này là ai. Cô ạ, cô có sao không? Tôi không sao đâu, cảm ơn anh. Không sao là tốt rồi. Thôi tôi đi nha. Anh Luân. My. Là My phải không? Là My phải không? Không, My. Không. Không phải. Đúng là My rồi, đúng là My rồi. My à, em có biết là anh tìm em vất vả lắm không? My à, em không nhận ra anh hả? Vừa rồi em mới nhận ra anh mà đúng không? My à. Không. Bao nhiêu năm anh lên Sài Gòn đi học, lúc nào anh cũng mong về đây để tìm em. Anh nhìn lầm người rồi. Anh không có lầm người đâu. My à, cuộc sống của em bây giờ là như vậy sao My? My à, em nói là biết anh đi, em đừng có như vậy mà. À, em còn nhớ không? Em còn nhớ không? Bông ô môi giật tình tình của em tặng cho anh trước khi anh lên Sài Gòn đi học. Em còn nhớ gì sao My? My à. Không, tôi không có quen ai tên My hết á. My à, em đừng có đối xử với anh như vậy mà. Nói gì đi My? Bông ô môi rơi đầy trước ngõ, bao kỷ niệm nhờ tìm thức trong tim. Mới hôm nào ta dìu chung lối hẹn, bông ô môi tình ta khắc đậm tên. Rồi xa cách nhau, để rồi bao đớn đau. Người về vui với ai, để mình anh đắng cay. Ngày mới quen nhau hai đứa em hò, tình ngã dần trăng xưa chứng minh tình tôi lừa. Đâu mưa đâu mùa tha thiết lệ chia ly,
xót một mình anh. Bao nỗi nhớ dưới cơn mưa chiều sẽ thắt lạnh hồn ai. Em nhận ra anh rồi phải không My? Em nói đi, em nói là em nhận ra anh đi My. My à, My. Trời đất ơi, còn nắm tay nữa hả? Buông ra, nhặt lên. À ha, thì ra là hai người đã quen biết từ trước với nhau. Yêu nhau hả? Hả? Yêu nhau thì tại sao biết bao nhiêu bài hát không chọn, tự nhiên thì chọn cái bài Bóng Mồ Môi? Mày đừng có nói bậy nha. Đây là bài Bóng Mồ Môi chứ không phải Bóng Mồ Môi. Vậy hả? Ha, đủ người rồi chứ gì. Ngày hôm nay tao sẽ cho mày biết cậu hai của cái vùng này là ai. Lên. Không, cậu hai, tôi xin cậu mà, cậu đừng có đánh người nữa. Cậu hai, đánh nó, giữ nó lại cho tay, nhanh lên, giữ nó lại. Đừng mà cậu. Tao nói cho mày nghe, đáng lý ra là tao sẽ đạp mày một đạp, nhưng tao thiết nghĩ, tao đạp mày rồi thì chân đâu tao trụ, nên thôi. Cô, bây giờ muốn đi theo nó chứ gì? Được, vậy thì cô trả hết tất cả những số tiền ngày xưa tôi đã cho ba cô đi, lãi suất là 100%. Khó hả? Thế được thôi, nếu mà khó quá thì đổi qua một cái hình thức khác, quyết định nhanh gọn lẹ, người đó và tôi, em chọn ai? Để rồi xa cách nhau. Để rồi bao đớn đau. Mày là một thằng đàn ông nghèo. Người về vui với ai, để mình anh đắng cay. Ngày mới quen nhau hai đứa em hòa tình nhau.
ăn sầu riêng hạt lép. Ủa anh hai. Cô ba, tuần này em xuống 2-3 lần rồi đó nha. Tại vì tôi thèm cái mùi. Mùi gì vậy anh? Mùi gì? Này cô em bán sầu riêng, sầu riêng em bán chứ tình duyên thế nào? Hỏi hoài à. Em thời có bán anh mua, dù cho 17 nhà lầu xe hơi. Sầu riêng em bán rồi bao, về ăn không béo, tới đây em sẽ đền. Anh đền gì vậy? Em đền tám trái cho anh. Thôi đền khác đi. Còn tình duyên em đến à. Cô ba ơi, chèo xuồng vô giúp tôi với. Thôi em xuống đây mua. Em ơi, bao đêm anh không ngủ được. Ủa sao vậy? Sầu riêng quá nóng hay lòng anh nhớ ai? Nhớ cô em bán sầu riêng. Sao không à? Đẹp như biển đó cho lòng anh tương tư. Nói ngọt lắm, tôi không có tình đâu. Dài hôm anh ghé hàng em, sầu riêng ai bán chứ em đâu mất rồi. Đúng rồi, hai người bán mới cho hay. Cho hay sao? Là em đi lấy chồng vừa hôm qua. Tụ dành thôi. Chị là chị lấy sầu riêng là chị giả vô mặt nha. Anh hai không có đâu anh hai. Em không có đi lấy chồng hôm qua. Anh đừng có tin lời mấy bà đó nghe. Không có. Cô có biểu chưa? Chưa. Sầu riêng em bán rồi bao, về ăn không đeo, tới đây em sẽ đền. Có đền gì vậy? Em đền lần này chín trái cho anh. Thôi đền tình duyên đi. Còn tình duyên em đi trao người mua như. Cái kèo gì khó dữ vậy trời. Chứ sao đâu có dễ được. Em ơi, bao đêm anh không ngủ được. Sao nhở? Sầu riêng quá nóng hay lòng anh nhớ ai? Nhớ cô em bán sầu riêng. Ê trời đất ơi, đẹp như tiếng đó cho lòng anh thương tư. Sầu riêng giùm em đi. Em cảm ơn mà nhé. Dài hôm anh ghé hàng em, sầu riêng ai bán chứ em đâu mất rồi. Thì đó, hai người bán mới cho hay. Nữa hả? Là em đi lấy chồng vừa hôm qua. Trời ơi thiệt, em khổ quá Nai ơi. Em là hả, hôm qua em không có phải đi lấy chồng gì hết trơn á. Người ta ghen ghét em đó, người ta nói xấu em thật. Trời là ơi, bởi vì mấy bà này xấu tính dễ sợ luôn. Bởi người ta còn trẻ măng về lấy chồng gì. Bởi vậy em là hiền nhất cái là cái ghe này. Ủa? Không có ai hiền hơn. Ủa, em hết trơn á. Cô ba. Nói vậy là cô ba chưa có người yêu luôn hả? Chưa. Trời ơi vô mánh. Cô ba. Anh... Vậy cho tôi xuất làm người yêu cô ba nha. Nhưng mà hạt sầu riêng của em nó còn nhiều quá anh ơi. Em không có nghĩ tới chuyện tình yêu được. Trời ơi, thiệt á, cái sầu riêng này tôi mua hết cho tôi bao hết luôn cái xuồng này, nhiêu tiền vậy? Thiệt hả anh? Thiệt, ai? Trời ơi. Trời anh ơi, sộp quá. Nhiêu tiền? Dạ, cái ghe của em 2 triệu hả? Trời đất ơi, tưởng tôi 200 triệu. Ai ngờ có 2 triệu à. 2 nè. Triệu. Cô, còn 4 triệu đưa luôn cho cô, 4 triệu luôn. Trời ơi, anh hai sộp quá à, anh hai giàu quá à. Cảm ơn anh hai nha. Đồng ý làm bạn gái tôi nha. Nhưng mà thôi. Sao vậy? Bộ mua xong là cái kêu người ta làm người yêu hả? Thôi, anh hai ơi, hôm nay anh hai mua giùm em cảm ơn anh hai. Nhưng mà cái ghe này sáng giờ em bán cũng mấy trái rồi nên không có đủ 2 triệu. À, để em về em lấy thêm nha.
Thôi không sao đâu, trời ơi, nói gì ra chứ tôi đâu có thèm sầu riêng đâu, tôi thèm cái khác mà. Quỷ à? Hả? Thôi đi, bây giờ em là người miền Tây chất phát thật thà lắm. Em bán 2 triệu là phải đủ 2 triệu. Anh hai ngồi ở đây đi, em đi về á. Em kêu chồng với mấy đứa con nó bưng sầu riêng ra cho đủ nha. Cái gì? Cô mới nói kêu ai? Chồng với 2 đứa con của em. Ủa sao cô nói là cô chưa có người yêu, sao cô giờ có chồng? Ủa quý vị làm chứng, anh có hỏi em có chồng đâu. Anh hỏi em có người yêu chưa đúng không quý vị? Anh hai hỏi em là có người yêu chưa, nhưng em không có người yêu, em có chồng với 2 đứa con. Anh hai ngồi đây nghe, tí nữa là em đem sầu riêng ra liền nghe anh hai. Cảm ơn anh hai. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi, sầu riêng tôi đã mua rồi, tình duyên em mang cho người đành sao. Để bao đêm trắng mơ màng, sầu riêng gái đã. Ây da, chứ đáng đời ham sắc nha. Trời, sầu riêng gái đã đâm vào chân đau. Lương ơi, Lương, anh nói nghe, bây giờ lỡ rồi mình xuống mình tặng cho giám khảo mỗi người trái chồi sầu riêng thơm lắm. Sầu riêng em là thơm hạt lép cây luôn, hạt lép chín cây. Dạ, đặc sản Cái Ngon nhà em. Dạ. Ê, mà em không dạ, bảo đảm là còn ruột hay không nha. Ăn nha cô. Không có xịt thuốc dạ, luôn. Trời không ơi, có biết có ruột hay không? Không biết có ruột không kìa. Dạ chị dạ. Tư, chị Tư về, chị Tư Linh là anh Minh ăn nha. Dạ, dạ ngon lắm. Bây giờ mấy giờ ngưng lại ăn xong. Chờ nãy giờ mà cổ chưa tới ta. Tranh thủ chưa tới, kiểm tra thì coi nghèo được nhiêu tiền. Trời ơi, tờ 500 không mà sao sang quá vậy ta. 1 triệu. 2. Wow, 7,5 triệu. 7,5 triệu. Mua quà cưới cũng hết 2,5 triệu. Còn 5 triệu. 5 triệu mình đãi được 10 bàn. Đúng rồi, ở dưới quê mình chỉ có 500 ngàn bàn thôi. Chuyện này là cưới được vợ chắc. Ủa anh hai. Ủa Cốt. Tự nhiên giờ này đập bóng heo giữa đường người ta. Tôi kiểm tra coi nhiêu tiền mà lỡ tay thôi. Lỡ tay làm rớt. Ủa mà anh đập bóng heo làm cái gì vậy? Tôi muốn nuôi. Nuôi gì? Tôi muốn đầu tư nuôi cá. Ờ nuôi cá ha. Thôi tôi chúc anh thành công nha. Dạ cảm ơn cô Út. Ủa mà cô Út đi đâu vậy? Tôi đi mời đám cưới. Ủa đám cưới hả? Ừ. Đám cưới ai? Đám cưới Út chứ đám cưới ai. Cái gì? Sao? Đám cưới Út. Ủa nè, hôm đó rảnh á tới chơi nhà tôi nghe. Rồi thôi tôi đi. Cô... dạ chị Năm, chị Năm. Cô... chị Năm, chị Năm, em mời chị tới đám cưới tụi em. Dạ chị Năm nhớ tới chân. Trời anh ơi. Chị Tư nhớ tới trên chị Tư. Dạ anh Bảy, anh Bảy tới chơi nha. Út, tôi đi về. Về không, không cho Út về đâu. Đúng đường tôi đi về. Thôi mà Út, để tôi nói lòng mình đâu mà Út qua đi. Dạ anh muốn nói gì anh chặn đường tôi vậy? Không phải, muốn nói cái gì sao? Trời ơi, bây giờ anh muốn nói gì anh nói cho tôi nghe nè. Nói đi anh... sao anh thương thương Út lâu rồi mà anh không dám nói. Đến nay Út bước theo chồng, trong lòng anh thấy buồn thiêu. Chiều chiều ra đứng bờ sông nhìn con nước rồng nước lớn, liêu riêu bên lỡ bên bồi, còn ai ngồi giặt áo đâu mà
trong. Anh thương thương Úc lâu rồi mà sao anh không chịu nói. Đêm nay Úc bước qua cầu, anh sầu, anh nói lời thương. Ngày nào hai đứa mình chung bờ đê gánh lúa đi về. Anh thương không nói lời nào, Úc mến rồi cũng chẳng dám hé môi. Rồi ngày mai đây Úc làm cô dâu mới. Mấy phương trời nào anh còn nhớ em không? Kỷ niệm mến mong bao năm dài làm sao không nhớ. Quên dần trong êm ấm, chỉ có ai nằm đêm đơn lạnh buông giá tim đau. Rồi trời cao thương cho em gặp người em yêu mơ. Mến yêu em nhiều thôi anh đừng nuối tiếc chi em. Sao mà không nuối tiếc chứ, không có cho Út về đâu. Rõ ràng là lúc nãy Út cũng có nói là Út mến tôi mà, tại sao bây giờ Út đi lấy chồng? Tôi mến thì kệ tôi chứ, ai biểu anh không nói. Ủa ngày xưa giờ là người ta châu đi tìm cọc, chứ cọc có tìm châu đâu. Phải, nhưng mà tôi nhánh ra tôi đi về tôi không có mệt. Nói được, tôi không có lý do mà Út à. Cho lý do gì? Tôi nói hoài dạ, tôi mệt quá, không nhánh ra tôi đi về. Anh thật lòng là anh. Trời ơi Út à. Úc làm cô dâu mới. Tây phương trời nào anh còn nhớ em không? Kỷ niệm mến mong bao năm dài làm sao không nhớ. Có anh trai làm thương mà không dám nói ra. Thời gian trôi qua Úc quên dần trong êm ấm. Cho em gặp người em yêu mến. Mến yêu em nhiều. Thôi, thôi đừng luyến tiếc tôi nữa, tôi mệt quá à. Út ơi, Út à, Út à, anh xin Út mà Út, Út. Sao Út nỡ dội lấy chồng, để ai buồn lòng. Thương nhớ Út ơi. Sao Út dối lấy chồng, để ai buồn lòng. Thương nhớ Úc ơi. Rồi giờ nói xong chưa? Chưa xong. Bây giờ mà Úc lấy chồng thiệt á, tôi tự tử, tôi nhảy xuống sông liền luôn. Tự nhiên tự tử à? Tôi hỏi thiệt lần nữa nghe. Sao? Anh có thương tôi không? Thương chứ sao không thương? Không thương ai đi tự tử. Thiệt phải không? Thiệt mà. Thiệt gì vậy về kêu ba má qua hỏi cưới tôi đi. Ủa vậy thiệt không? Ủa vậy đám cưới này của ai? Không phải đám cưới Út hả? Thì của Út chứ của ai? Vậy sao? Út em, tôi Út chị mà. Ủa thiệt hả Út? Trời ơi, coi lại coi có đúng không? Đúng rồi Út em, với lại anh gì, Hoàng Nhật Nam hả? Ồ, lên Sài Gòn cưới anh Hoàng Nhật Nam rồi. Ủa vậy hả? Vậy là Út chưa lấy chồng hả Út? Chưa. Vậy là tôi về tôi lấy thêm con heo nữa nha. Nè, có nhiều tiền, được hết nè. Tôi về lấy thêm con heo nữa, rồi mình làm đám cưới nha Út nha. Tôi cũng có con heo, gộp vô là đám cưới. Vậy là mình lấy nhau nha Út. Ủa. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc,
tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện nhà gái. Dạ trân trọng bè lơ chia. Phải tôi. Bé còn đâu biết mẹ bé đứng đây chưa? Dạ. Em cứ bác cứ đi ra đi vô hoài vậy. Dạ đâu tại chưa có đọc tên thôi. Còn đọc tên bé thiệt mẹ. Đâu có, tôi tên Lê Giang. Thì cái mẹ Lê Giang mẹ. Đánh dần nè. Ê. Ê. Lê Lê. Lê Lê. Mẹ muốn làm gì mà làm đi, mệt quá. Bác đứng đây, bác đứng đây. Nào, xin trân trọng giới thiệu đàn trai mời bác Lê Quốc Niêm. Gái có đâu? Bây giờ mời cô cho chú rửa lên chuẩn bị làm lễ. Khoan làm lễ đã. Bực mình từ nãy giờ, đúng ra là không bước ra đây đâu. Sao vậy ba? Ở miền Nam mà không tổ chức đám cưới, tự nhiên lôi hết ra ngoài Bắc này làm chi vậy? Tôi á là người miền Nam, nhưng mà tôi lấy chồng miền Bắc, cho nên là bây giờ tôi mắc bắt rễ miền Bắc, mà cái chỗ này là miền Bắc mà tôi lấy thằng rễ miền Bắc. Trời cho nên là thằng rễ tôi là phải vô miền Bắc. Là chỗ này tôi mệt bà quá, tôi mệt bà quá. Thì tại sao không tổ chức ở Quế đi, mỗi người nửa đường. Quế là Quế, người ta đang nói miền Bắc mà sao ông đâm xuồng hoài vậy ông? Thôi luôn rồi nói gì. Bây giờ tổ chức luôn nha bé. Khoan, kiểm tra lễ vật đã. Dạ, con mời bé. Những cái đồ tôi thất cưới có đầy đủ không? Đầy đủ. Trầu cao, trái cây. Trầu cao, trái cây. 10 cây vàng để đâu? Nè, tôi nói 10 cây vàng đúng không? Đúng mà, mời cây vàng mà bé. Tôi không có giỡn với bà nha chưa? Ai nha giỡn chưa? Nha. Tôi là con trai, tôi đẹp trai nên tôi phải thách cưới, bà hiểu chưa? Trời đất ơi, người ta con gái thách cưới, tự nhiên con trai thách cưới nè. Con gái tôi đẹp gái nha. Không dám đâu, con gái bà đẹp không bằng một góc vợ trước của nó nữa. Qua trời. Bà cái gì bà? Cái gì bà? Cái gì vậy? Lỡ rồi, tao không thích đám cưới nữa, khui luôn đi. Nói đi, ai vợ trước nói. Đưa bằng chứng ra. Dạ đây bằng chứng đây. Vợ trước là nghệ sĩ Cẩm Ly. Hiểu lầm rồi, tất cả là sự hiểu lầm thôi. Chắc là ba với má đang giận nhau á. Chứ không có chuyện anh lấy vợ trước đâu, thiệt mà. Giờ sao má? Nè, quất nó luôn. Ê! Mẹ nhịn rồi đó. Má bảo quất kìa. Hơ! Ôi trời! Ờ, hay đó. Quát nào. Tôi không ngờ là anh lại lừa dối tôi như vậy. Không có, hiểu lầm thôi. Thật ra là anh không bao giờ cưới anh tệ. Anh đừng nói vậy nữa. Mình chia tay đi. Em ơi, nói gì cũng được, đừng bao giờ nói tiếng chia tay mà. Mạnh mẽ lên. Chia tay! Em! Chia tay! Chia tay! Chia tay! Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiên tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ. Với một tiếng tình yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Mình đã đi chung trên con đường ước mong. Mình đã xeo nêu qua trước bể mưa hồn. Màu áo xưa em đan cho người nặng thành trang. Có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Trong lòng yên an vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao mày nè. Dạ, má. Mày có thương con gái tao không? Dạ có. Nhớ nghe chưa? Dạ. Ừ. Còn con có thương Bùi Tiến Dũng không? Ơ, cái gì vậy? Cái gì bé? Cái gì bé? Không. Bùi Tiến Dũng là con rể của chị con. Ê, bà là chị con lấy Bùi Tiến Dũng Lê Lộc á. Dạ. Trời ơi. Nè, nghe hỏi con có thương nó không? Dạ. Dạ là tao biết rồi. Được rồi, bây giờ tôi quyết định cho hai đứa nó làm đám cưới. Ai cho?
Bà chưa có chịu thách cưới của tôi là tôi mới cho. Bây giờ tôi đưa ông 10 cây vàng, ông chịu chưa? Chừng nào đưa? Chút xíu ra đây đưa liền. Không cần đưa tôi. Chứ đưa cho con gái bà giữ. Ủa sao kỳ vậy? Tôi muốn là số tiền đó hai đứa có cái để làm của hồi môn với nhau. Trời hiểu bà chưa? Ơi, bà làm hết hồn mà, con đi làm được mà, tự nhiên nổi tiếng. Không, cuộc đời phải biết phòng xa con. Đâu có phải lúc nào chích thuốc mê cũng tỉnh đâu. Ê, nói ai chích thuốc mê? Tôi nói vậy đó. Ủa vậy là sao ông nói thẳng vô mặt tôi đi? Ở đây có mình tôi chích à? Trời, trời. Thôi quá nè, tôi nói bà nghe nè, không phải bà bỏ không đâu. Tôi cũng bỏ 10 cây vàng vô cho hai vợ chồng đó. Thấy ông, nhưng mà đâu đó rõ ràng tôi muốn thử coi là ở bên bà có bắt rễ rồi có thương yêu con tôi hay không. Nhưng ngày hôm nay thấy rõ hai đứa thương yêu nhau, phải không? Thấy không? Chỉ cần thử một chút là thấy bọn nó có thể hạnh phúc lâu dài rồi. Chờ gì nữa, làm lễ con. Làm lễ con, làm lễ con. Qua mọi người ơi, thương thương mà tìm sao, sẽ chỉ luôn kiếm thiếp thương chàng từ lâu. Cố tình hát cho em vui thôi chứ anh có biết hát gì đâu. Ý vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi. Trời ơi, sao vậy anh? Trời ơi, dính con cá lóc bự quá nè. Để chồng bán con cá này, chồng sẽ mua cho vợ một chiếc xe hơi. Mua xe hơi luôn á hả? Ừ. Trời ơi. Con cá đâu mua đủ 1 kg gạo không mà anh đòi mua xe hơi. Vợ vui mà vợ kỳ quá. Ê vợ ơi, vợ, 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 vợ ơi. Dính cá gì nữa hả chồng? Ô, dính con này nó dài hơn con kia. Vợ ơi, vợ, người ta nói ra đường gặp rắn á là xui lắm á. Thôi, cuộn lưới về. Ủa vợ, sao vợ, sao mặt mày bí xị vậy? À, chắc là sáng giờ đi với chồng mà chồng không có cho vợ ăn gì trơn cho nên là vợ buồn cái gì đúng không? Vợ muốn ăn gì lát nữa chồng bán cá xong á chồng sẽ dẫn vợ đi ăn. Ăn bún riêu đi. Thôi bún riêu em không ăn đâu. Vậy ăn hủ tiếu nha. Hủ tiếu mới ăn quà ngán lắm. Ăn bún nước lèo. Ý mà cũng không được nữa, thôi em không ăn đâu. Trời ơi, kêu người ta là ăn món gì cũng được mà người ta đọc cái món gì cũng không chịu là sao vậy? Bây giờ cuối cùng là thèm ăn gì? Thật ra em thèm ăn một món. Món gì? Thèm ăn gì? Nói chồng nghe coi. Thật ra là em thèm một món. Món gì? Em thèm me. Trời ơi, thèm me, nói đại thèm me đi mà đặt nói
Em nói thèm cái gì? Em thèm đồ chua. Lâu chưa? Một tháng rưỡi. Dạ, yeah, sắp được làm cha rồi. Sắp được sắp được làm cha rồi. Trời ơi, vợ quá à. Vợ giỏi quá à. Buông em ra đi, tóc em rối trơn rồi nè. Tóc rối thì tóc rối có sao đâu. Thì anh, đây anh chải tóc lại cho vợ nha. Mai mốt quá vợ cứ ngồi yên một chỗ. Tất cả mọi thứ thế giới này cứ để cho anh lo nha. Tóc nhang lưng dừa chân em bơi. Để chi dài, để chi dài bôi đôi lòng anh. Để cho anh thao thức ai hoài. Đêm mái giật giờ gây hận với chim bao. Chờ nhau nhớ câu hát xưa rằng muối ba năm con mặn gừng chín tháng con cay thương nhau chín đợi mười chờ ngày đã vẫn phủ con đò năm xưa đã chờ nhau nhớ câu hát xưa rằng mỗi ba năm con mặn gừng chín tháng con cay thương nhau chín đợi mười chờ ngày đã vẫn phủ con đò năm xưa đã thương để hương xuân nôi tóc em dài câu hát tình quê dương dẫn một đời nhau để hương xuân nôi tóc em dài câu hát tình quê dương dẫn một đời để chồng đưa vợ về nha. Ý mà khoan chồng ơi. Hả? Mình đặt tên con mình tên gì vậy? Tên con gì hả? Em thèm chua. Rất có thể là con trai. Nếu là con trai là quý tử của anh thì anh là Minh Luân phải không? Anh sẽ đặt tên là Minh Hưng. Vậy là Huỳnh Minh Hưng. Yeah. Đây là câu trả lời chính xác cho 10 điểm. Yeah.
Rồi ngồi im, ngồi im. Cả thế giới này cứ để anh lo nha. Dạ. Ưu ái các tác phẩm viết riêng cho Đà Lạt đến như thế, thì kẻ hậu duệ như tôi chỉ có thể đoán được lờ mờ rằng có lẽ bởi nửa đầu thập kỷ về trước, phần lớn di dân đến với Đà Lạt là đến từ Trung Phần và đa số là từ cố đô Huế. Bởi vậy mà âm hưởng trong các tác phẩm viết về Đà Lạt lại mang âm giai của tân nhạc Huế dịu dàng đến như thế. Và chỉ có những giọng nữ trong trẻo mới vẽ được nên cái cảnh sơn cước hữu tình của miền Đà Lạt. Thị trấn nhỏ trên từng triền dốc, gốc thông đó cũng như vẻ đẹp của người con gái miền Trung vậy đó chị. Tuy trong trẻo nhưng lại đượm buồn. Cũng chính bởi cái vẻ đẹp đó, Đà Lạt trở thành một người tình bí mật, chỉ thi thoảng đối hoài. Thơ quên những đêm sương đổ trắng mặt mùa, quên người em gái ngày xưa, quên đường xuôi giấc mộng mơ những khi chiều vắng hẹn hò. Giờ xa nhau quá ơi Đà Lạt thơ, đổi xuống bàn tay có
anh lên với em rồi nè. Nam em, Nam em à, Nam em. Tại sao vậy? Nam em à, Nam em. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Làm gì mày liếc tao? Hả? Mày thấy người yêu tao đi á, mày vui lắm hả? Cái gì lắc đầu? Mày nói tao biết đi. 6 tháng rồi tao lên đây tao thăm cổ, tại sao bây giờ cổ bỏ tao có đi? Hả? Gọi điện cũng không nghe, nhắn tin không trả lời. Sao vậy cậu em? Trời đất ơi, cái gì vậy? Hả? Dạ. Chị lên rồi lan nhỏ quá trời, nhỏ biết gì đâu nè. Trời ơi, hỏi chị nè. 6 tháng trời em lên em thăm cổ đó, mà giờ em vừa gặp cổ liếc nhẹ em cái cổ bỏ đi luôn. Ôi em ơi. Dạ? Chị đây mà em xa chị 1 tháng thôi chị cũng bỏ, chứ đừng nói đến nam em. Ta nói rằng là cái gì xa mặt cách lòng, thấy chưa? Bây giờ chị nói câu mà xa mặt cách lòng rồi á thì em mới nhớ. Ôi, ra đúng rồi, nguy hiểm đúng lắm là, đúng rồi, là lỗi của rồi. Em nhưng mà nói thật với chị nha, mấy tháng qua do công việc của em cũng đi công tác ở nước ngoài suốt à, nhưng mà tụi em vẫn thường xuyên liên lạc điện thoại với nhau. Nhầm nhò gì liên lạc bác, cái bậy bạ nhầm nhò gì, phải gặp nhau đưa người ta đi chơi, người ta sống ở đây nè, thác nước bên đó, ngựa bên này, ông anh đẹp trai bên đó mất bồ như chơi cơ. Nhưng mà ít ra cổ cũng phải gặp em để nói chuyện rõ ràng, để em biết coi là em sai ở chỗ nào, để em còn sửa sai. Yêu nhau mà cứ như vậy hoài á, làm khổ cả hai thôi. Nếu mà mình không thương nhau cho chót thì chớ mang nỗi sầu theo bước đời, đúng không chị? Đó, cái câu này nghe rất là quen. Cái dạ, này là... cái câu này trong cái bài hát mà Hai Lá Mộng của nhạc sĩ Trúc Phương á. Giá biệt bàn lòng mới trao trả môi người cười, vì hai lối mộng hai hướng trong mình thương nhau chưa trọn thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, cho dù chưa lần nói. Nhưng nếu còn đẹp vì nhau xin nhẹ ý vào sâu, người thương tiếng nhiều đau bấy nhiêu, mình chia tay đi nhé để chôn nao với chiều mưa gió lòng, ta dừng vui bên mộng. Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh, đường trần cho đến nay chỉ còn cột mi em kín, giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên. Thôi nhắc nhở để mà chi, quay về xưa làm gì, giờ hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đến đường đêm. Nhớ lắm trong tôi Đà Lạt hỡi, Sài Gòn mùa này mưa vẫn rơi, mưa ơi xin nhắn nhủ đôi lời, ngàn nỗi nhớ gửi người tôi yêu mến. Nhưng còn đẹp vì nhau xin nhẹ ý vào sâu, người thương tiếng nhiều đau bấy nhiêu, mình chia tay đi nhé để chôn nao với chiều mưa gió lòng, ta dừng vui bên mộng. Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư vài gánh, đường trần cho đến nay chỉ còn bờ
giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên. Cũng nhắc nhở để mà chi, quay về xưa làm gì. Giờ hai lối mòn hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đến. Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao dùng đưa đường đêm. Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao dùng đưa đường đêm. Hãy subscribe.